Khối người Việt quốc gia tinh thần Ngô Đình Diệm tiểu bang Georgia trân trọng kính mời quý vị tham dự lễ tưởng niệm lần thứ 52 cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, người khai sáng Việt Nam Cộng hòa và lễ chiến sĩ trận vong vào hồi 2 giờ chiều Chủ nhật ngày 1 tháng 11 năm 2015 tại hội trường số 4500 Satellite Boulevard, Duluth, Georgia. Đặc biệt năm nay có sự hiện diện của các diễn giả, giáo sư, nhà văn Trần Phong Vũ đến từ California, linh mục Đinh Xuân Long, North Carolina, bác sĩ Nguyễn Đức Liên, Atlanta. Điều hợp viên chương trình, nghệ sĩ Ngọc Đan Thanh của đài SBTN. Thay mặt ban tổ chức, ông Nguyễn Hữu Hy 404-384-6304, ông Nguyễn Mậu Hiệp 678-770-1497.